Theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước. Một số đối tượng đã lợi dụng rao bán các loại thuốc được quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 như Monopiravir, liên thanh hoa ôm trên các trang thông tin điện tử, đặc biệt trên các mạng xã hội. Quan điểm của Bộ Y tế phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh lưu hành thuốc điều trị COVID-19 nói chung và thuốc có dược chất Monopiravir nói riêng vì ảnh hưởng lớn đến công tác phòng điều trị bệnh do đó để xử lý triệt để cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng như ban chỉ đạo phòng chống gian lận thương mại hàng giả cơ quan điều tra cục quản lý dược đã có văn bản gửi cơ quan chức năng thông tin về hiện tượng vi phạm pháp luật nêu trên đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xác minh các trang điện tử đã đưa thông tin để xác định và xử lý vi phạm kịp thời